Sơn Rê mến chào các em học sinh lớp 6, chào đón các em đến với tiết học ngữ văn ngày hôm nay. Các em ơi, như vậy là cô trò chúng ta đã đi qua 5 chủ điểm bài học của học kỳ 1 rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian ôn tập để cùng nhìn lại 5 bài học này nhé. Các em đã lắng nghe gì từ lịch sử nước mình? Các em đã học được những bài học nào ở miền cổ tích? Và các em có cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước mình qua những câu ca dao, những bài hát và những câu thơ lục bát hay chưa? Các em đã có những trải nghiệm, những bài học ý nghĩa đáng nhớ nào trong cuộc đời rồi? Và cuối cùng, các em có nhận ra được thiên nhiên muốn trò chuyện với chúng ta điều gì hay chưa? Chúng ta hãy dành ít phút để có thể chia sẻ với cô và các bạn về những cảm nhận cũng như là những suy nghĩ bài học mà các em rút ra được sau khi chúng ta đã đi qua 5 chủ điểm bài học nhé. Và nội dung của bài ôn tập ngày hôm nay, cô sẽ dành cho các bạn 3 phần như sau. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng ôn lại phần tri thức đọc hiểu. Thứ hai là chúng ta sẽ ôn lại tri thức tiếng Việt. Và cuối cùng là tri thức về kiểu văn bản. Và sau mỗi một phần chúng ta nhìn lại những tri thức mà chúng ta đã được học, thì cô sẽ có chọn ra một vài bài tập để chúng ta có thể ôn lại và có thể khắc sâu kiến thức hơn. Tuy nhiên, với thời lượng của một tiết thì chúng ta không thể nào làm hết các bài tập trong phần ôn tập sách giáo khoa được. Vì vậy, cô có đề nghị là những bài nào mà chúng ta chưa hoàn thành được thì các em hãy chủ động làm và hoàn thành lại ở trong tập sau cái tiết học ngày hôm nay các em nhé. Trước tiên thì cô mời các bạn đến với phần đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhìn lại và hệ thống lại, ôn lại những tri thức ở phần đọc hiểu nha. Ở phần tri thức đọc hiểu, các em sẽ có thể dỡ ra những thẻ thông tin mà cô có hướng dẫn các em làm sau mỗi cái buổi học đó, thì các em có thể lấy ra để nhìn lại. Bạn nào mà chưa có kịp hoàn thành thì các em cũng có thể nhìn vào sách giáo khoa. Chúng ta có tất cả là 5 thể loại mà các em đã được tìm hiểu, đó chính là truyền thuyết, cổ tích, thơ lục bát, truyện đồng thoại và hồi ký. Và khi các em có những cái thẻ thông tin trên tay rồi thì các em cũng có thể so sánh để tìm ra nét chung cũng như là nét riêng của các cái thể loại này. Thì ở phần này cô sẽ không dành thời gian để mà nhắc lại các cái khái niệm cũng như các cái đặc trưng thể loại. Vì vậy các em có thể dựa vào những cái thẻ thông tin mà đã sử dụng để các em ôn tập nha. Tuy nhiên có một phần quan trọng mà cô muốn nhắc lại với các bạn, đó chính là tiến trình đọc, để chúng ta có thể chủ động hơn và tự học ở những cái văn bản sau một cách dễ dàng. Đó là các em hãy hệ thống lại cho cô tiến trình để đọc một cái văn bản bất kỳ. Đó là các cái bước sau: chuẩn bị đọc, trải nghiệm đọc, suy ngẫm và phản hồi, đọc mở rộng và cuối cùng là vận dụng. Cô xin nhắc lại các cái bước này chúng ta sẽ làm gì cụ thể ha. Trước khi chúng ta bắt đầu vào đọc một cái văn bản thì cô lưu ý các bạn chúng ta nên dành thời gian trả lời các cái câu hỏi phần chuẩn bị đọc. Các em để ý là mỗi một cái văn bản mới đều có 1-2 câu hỏi mà sách giáo khoa gợi ý cho chúng ta, để chúng ta có một cái tâm thế thoải mái, đúng không nào? Cũng như là chuẩn bị những cái kiến thức mà chúng ta đã biết để kết nối với những cái kiến thức mới mà chúng ta sẽ học. Đó chính là phần chuẩn bị đọc. Nếu như các em trả lời những cái câu hỏi này thì tạo một cái tâm thế tốt hơn để các em đón nhận cái văn bản mới dễ dàng hơn. Ở phần thứ hai là phần trải nghiệm đọc, thì cô có nhắc nhở và lời khuyên dành cho các bạn, đó là chúng ta hãy đọc một cách tự tin, thoải mái, và các em sẽ đọc chậm rãi, đọc to tiếng lên để các em có thể cảm nhận cũng như là sống cùng với những cái con chữ, với những cái thông điệp và những cái lời văn cũng như là các cái đặc trưng thể loại mà tác giả đã gửi gắm ha. Ở cái phần trải nghiệm đọc này thì các em cũng lưu ý trong cái quá trình đọc đó, thì các em sẽ bắt gặp những cái trạm đọc, đúng không này, những cái hộp thông tin và những cái câu hỏi mà xuất hiện đó, thì sẽ giúp cho các em là có cái quá trình là theo dõi nè, suy luận nè, dự đoán nè. Đó, và làm cho cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm đọc nó trở nên thú vị hơn, hồi hộp hơn, đúng không nè? Và các em sẽ kích thích được
cái tư duy, cái suy nghĩ cũng như là cái tìm tòi nó kết nối với những cảm nhận của mình và có một sự tương tác với văn bản cũng như là tương tác với người viết vậy đó, đúng không nào? Đó, việc đó cho chúng ta sẽ hiểu cái văn bản được một cách nó tốt hơn. Rồi, và sau khi mà chúng ta trải nghiệm đọc xong thì các em để ý là bên cuối của mỗi cái bài đọc sẽ có phần suy ngẫm và phản hồi. Thì đây là một số cái câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa. Khi các em trả lời những câu hỏi này thì sẽ kiểm tra lại được cái sự cảm nhận của mình, đúng không nào? Sự suy nghĩ của mình trong cái quá trình mình trải nghiệm đọc đó, nó có đúng chưa, có hợp lý hay chưa. Hoặc là chúng ta sẽ soi lại với phần tri thức đọc ở ban đầu, xem là những cái biểu hiện của đặc trưng thể loại nó đã được thể hiện trong văn bản như thế nào, đúng không nào? Và sau khi chúng ta trải qua được hai văn bản đọc, văn bản 1 và văn bản 2, thì sách giáo khoa cũng có biên soạn cho chúng ta thêm hai văn bản nữa, đó là văn bản đọc mở rộng, để các em có thể mở rộng đề tài cũng như là mở rộng về mặt thể loại. Hai cái bài đọc này sẽ rèn cho các em cái bước tiếp theo, đó là chúng ta có thể chủ động và tự đọc, đúng không nào? Tự vận dụng được. Và các em cũng khắc sâu hơn cái đặc trưng thể loại cũng như là hiểu hơn về cái đề tài trong cái chủ điểm bài học đó. Và cái việc đọc mở rộng này nó còn giúp cho các em là có thêm một cái kỹ năng đọc tốt hơn, để các em có thể vận dụng và đọc bất cứ một cái văn bản ngoài sách giáo khoa nào đó, miễn là có cùng thể loại, cùng đề tài thì các em có thể dễ dàng nhận ra những cái dấu hiệu về đặc trưng của thể loại, và các em cũng có được những cái cảm nhận, đúng không nè, kết nối được với những cái cảm xúc, những cái nội dung của bài học mà chúng ta đã từng học. Và cuối cùng đó là phần luyện tập và vận dụng. Thì sau mỗi một bài học luôn có những cái phần vận dụng, có thể là do thầy cô đưa ra, cũng có thể là do các em chủ động. Ví dụ như các em có thể là tự sáng tác, đúng không nè? Các em có thể tự viết, tự sáng tác một cái văn bản ngắn, đúng không nè? Tùy theo cái sức của mình đó mà nó cùng thể loại với cái thể loại mà mình mới vừa được học. Hay là các em viết một đoạn văn cảm nhận về cái bài học các em rút ra từ trong những cái văn bản. Hoặc là các em có thể vận dụng để tái hiện lại nội dung của bài học bằng sơ đồ, hay là bằng hình vẽ, hay là bằng một cái hình thức video sống động khác. Và như vậy cái phần luyện tập và vận dụng này, nó vừa giúp chúng ta khắc sâu được kiến thức, vừa giúp cho chúng ta phát huy được cái sự sáng tạo, đúng không nào? Và làm cho cái nội dung bài học nó được mở rộng và sâu sắc hơn. Cho nên cái phần tiến trình đọc này á, cô nghĩ là các em sẽ làm quen, và sau 5 bài học rồi thì các em sẽ thành thạo và sẽ vận dụng được khi các em đọc bất cứ một cái văn bản nào, miễn là nó cùng với 5 cái thể loại mà chúng ta đã học thì các em sẽ dễ dàng nhận ra được, đúng không? Đó. Rồi, và bây giờ đã để xem là cái phần tri thức đọc chúng ta đã nắm vững được tới đâu, thì cô có một trò chơi nhỏ thử thách các bạn ha. Trò chơi có tên là ai thông minh hơn học sinh lớp 6. Rồi, chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất nha các bạn. Câu hỏi thứ nhất của cô có nội dung như sau, là các em sẽ chọn một cái từ khóa điền vào trong chỗ trống để cô có một cái khái niệm hoàn chỉnh. Nè, đâu là loại truyện dân gian thường kể về sự kiện, nhân vật lịch sử hoặc liên quan đến lịch sử? Rồi, các em có 5 thể loại quen thuộc. Hãy chọn cho mình một đáp án đúng đấy nè. Và đó chính là truyền thuyết. Đó nè, các bạn có thẻ thông tin trong tay, các bạn kiểm tra có chính xác chưa? Đúng rồi, phải không nào? Truyền thuyết là loại truyện dân gian thường kể về sự kiện, nhân vật lịch sử hoặc liên quan đến lịch sử. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai nhé. Rồi, câu hỏi thứ hai cũng là một câu hỏi điền trống, và các em sẽ chọn cho cô từ khóa hợp lý nha. Là chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau thì gọi là gì? Bạn đã dễ dàng nhận ra, bởi vì chúng ta có rất là nhiều văn bản truyện rồi, đúng không nào? Rất là quen thuộc, đó chính là cốt truyện. Cốt truyện là chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau,
À, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ sang câu số 3 nhé. Câu số 3 có nội dung như sau. Đây là vấn đề chính mà văn bản nêu lên qua một hiện tượng đời sống. À, thì chúng ta gọi là gì? À, đó chính là chủ đề, đúng không nào? Chủ đề là vấn đề chính mà văn bản nêu lên qua một hiện tượng đời sống. À, và qua các cái văn bản vừa rồi chúng ta học thì mỗi một văn bản chúng ta đều luyện tập cái thao tác đó là nhận diện ra chủ đề, đúng không nào, của văn bản phải không? Rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 4 các em nhé. Chọn cho cô một từ khóa, đúng không nào? À, cho thấy đây là cốt truyện mà thường có yếu tố hoang đường kỳ ảo, mở đầu bằng ngày xưa và kết thúc có hậu. Bốn cái từ khóa của cô đều có chữ cốt truyện và các bạn sẽ chọn đáp án nào là chính xác nhất? Chuyện gì hả các bạn? Đó chính là truyện cổ tích, đúng không nào? À, cốt truyện cổ tích thì thường có yếu tố hoang đường kỳ ảo và bao giờ cũng bắt đầu bằng ngày xưa và kết thúc có hậu, đúng chứ nào? Mời các em đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Đây là một thể thơ từ rất lâu đời của dân tộc Việt Nam. Mỗi cặp câu thì gồm một dòng 6 tiếng và một dòng 8 tiếng. Thơ tự do, ca dao, song thất lục bát hay là lục bát? À, có câu 6, câu 8 thì chúng ta nhận ra liền đúng không nè? Đó chính là thể thơ lục bát ha. Lục bát là thể thơ có từ rất lâu đời của dân tộc Việt. Đây là thể thơ thuần Việt và của người Việt nha các bạn nha. Này, chúng ta đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Truyện đồng thoại là thể loại văn học dành cho thiếu nhi. Nhân vật trong truyện đồng thoại thường là thường là nhân vật nào nè? Trẻ em, các con vật, đồ vật hay là loài vật hoặc đồ vật được nhân hóa? Em chọn đáp án nào? Đó chính là đáp án số 4 ha. À, trong truyện đồng thoại thì nhân vật chính của chúng ta thường là loài vật hoặc là đồ vật và đã được nhân hóa. À. Đấy, thêm một câu hỏi nữa nha các bạn. Đây là một thể loại chủ yếu kể những sự việc mà người viết đã từng tham dự hoặc chứng kiến trong quá khứ. À, ký hay là hồi ký hay là du ký hay là tùy bút. À, bốn cái từ khóa của cô là đều thuộc thể loại ký ha các bạn. À, đều thuộc thể loại ký nhưng mà có một cái đáp án là chính xác nhất đó chính là đó chính là hồi ký. Đó nè, hồi ký mới là ghi lại những cái gì mà đã trải qua trong quá khứ ha. Còn du ký là đang, đúng không nè? Rồi. À, như vậy thì qua cái phần trò chơi ngắn vừa rồi thì cô tin rằng các em đã nhìn lại và đã nhớ hơn những cái đặc trưng của các thể loại mà chúng ta đã học, đó là cổ tích nè, truyền thuyết nè, thơ lục bát, truyện đồng thoại và hồi ký. À, các em có thể bổ sung thêm ha trong cái thẻ thông tin của mình để mình ôn tập và chuẩn bị cho cái phần thi đọc hiểu ở kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1. À, giờ đây thì chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, đó là phần tri thức tiếng Việt. Các em có còn nhớ là trong 5 bài học vừa qua thì chúng ta có những cái kiến thức tiếng Việt nào hay không? À, cô sẽ hệ thống lại cho các bạn ha. Và 5 bài có 6 đơn vị kiến thức như sau. Đầu tiên thì các bạn đã được ôn lại về từ đơn, từ phức. Trong từ phức thì chia ra từ ghép và từ lái. Đây là kiến thức mà các em đã học ở tiểu học, đúng không nào? Và trong bài học đầu tiên thì các em đã được phân biệt rõ hơn từ ghép và từ lái. Đồng thời chúng ta cũng đã ôn lại các cái thành ngữ, đúng không nào? Các thành ngữ quen thuộc. Thành ngữ là một tổ hợp từ đó khá là cố định và được sử dụng để chỉ những cái hiện tượng thường gặp trong cuộc sống, đúng không nè? Và các bạn cũng đã nhận ra được nghĩa cũng như là cái cách sử dụng một số thành ngữ quen thuộc.
Ở đơn vị kiến thức thứ 3 thì các bạn cũng nhận ra được đặc điểm và chức năng liên kết của trạng ngữ. Trạng ngữ thì rất là quen thuộc với các em ở tiểu học rồi đúng không nào? Nhưng mà lúc đó thì chúng ta chỉ nhận ra trạng ngữ với các cái chức năng trong câu như là chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ cách thức, chỉ nguyên nhân, mục đích. Đúng không nè? Và trong cái bài học ở lớp 6 này thì chúng ta nhận ra thêm được trạng ngữ còn có một chức năng nữa, đó là chức năng liên kết câu. Đúng không nào? Rồi, ở phần kiến thức thứ 4, các em đã biết cách lựa chọn những từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản bằng cách là chúng ta linh động lựa chọn những cái từ gần nghĩa hoặc đồng nghĩa để có từ dùng với cái nghĩa chính xác hơn hoặc là dùng với cái sắc thái nghĩa hay hơn. Ở bài số 5 thì các em đã được mở rộng thành phần chính của câu bằng cách là dùng cụm từ, đó là để cho cái diễn đạt của mình nó sinh động hơn, rõ ràng hơn, đó là và cũng như cái lực viết của chúng ta cũng tiến bộ hơn. Ở cái bài học tiếp theo và cũng là bài học cuối cùng thì các em đã được bổ sung thêm hai biện pháp tu từ rất là hiệu quả khi mà chúng ta dùng trong miêu tả, đó là biện pháp ẩn dụ và biện pháp hoán dụ. Vậy thì với những cái kiến thức tiếng Việt vừa rồi cô đã gợi ý lại thì các bạn có thể đọc lại cũng như là cập nhật lại. Như là với những cái kiến thức tiếng Việt này thì các bạn cũng có thể sử dụng được cái cách là dùng sơ đồ, đúng không nè, để tóm tắt lại nội dung của bài, hoặc là dùng thẻ thông tin để lưu lại những cái biện pháp tu từ mà các bạn đã học. Như vậy thì chúng ta sẽ ôn tập cũng như là vận dụng một cách dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn một số cái kiến thức ở những cái bài mà nó khá mới ở cái năm lớp 6 này với các bạn thôi ha. Còn những cái kiến thức nào nó rất là quen thuộc rồi thì cô để dành cho các bạn tự ôn nha. Đây, ví dụ như là ở bài tập số 10 trong sách giáo khoa thì người ta đã yêu cầu mình hệ thống lại, đúng không nè, từ bằng một cái sơ đồ. Thì các em có thể nhìn đây, cô gợi ý cho các bạn thì chúng ta hoàn thành cái sơ đồ như sau. Đó là về cấu tạo của từ. Thì chúng ta có từ đơn, những cái chỗ ba chấm các em có thể điền vào nè. Từ đơn là từ gồm có một tiếng tạo thành, đúng không nào? Ví dụ, các em có thể thoải mái tìm thêm những cái ví dụ nha. Cô gợi ý một số cái từ như là đi, chạy, nhảy, nói, cười, đúng không? Cá, tôm, bàn, ghế, vân vân. Phần này rất là đơn giản, đúng không nè? Và để phân biệt với từ đơn thì chúng ta có từ phức. Từ phức là từ gồm có hai tiếng trở lên tạo thành, đúng không nào? Và các em cũng tự tìm cho mình những cái ví dụ để điền vào ha. Ví dụ như là kỹ sư, công an, nhân vân, giáo viên, học sinh, đất nước, thành phố, vân vân. Đó nè. Trong cái từ phức thì chúng ta có hai loại từ nữa, đó chính là từ ghép và từ lãi. Trong đó từ ghép là từ phức, tức là có hai tiếng trở lên tạo thành, nhưng các em lưu ý là giữa các tiếng sẽ có quan hệ với nhau về nghĩa. Đó nè. Và dựa vào nghĩa này thì người ta có thể chia ra làm hai loại nữa. Ví dụ như là từ ghép đẳng lập hay từ ghép chính phủ thì các em có thể tự tìm hiểu thêm, hoặc là chúng ta sẽ gặp lại cái sự phân biệt này kỹ hơn ở thời gian sắp tới các em nhé. Rồi mỗi bạn sẽ tự viết vào cho mình những cái ví dụ nha. Và trong từ phức ngoài từ ghép ra thì còn có từ lấy. Từ lấy cũng có hai tiếng trở lên tạo thành, nhưng mà không giống như từ ghép là các tiếng nó có quan hệ với nhau về nghĩa, mà từ lấy thì các tiếng chỉ cần có quan hệ với nhau về mặt âm thôi, tức là khi đọc lên thì các tiếng có sự giống nhau, có thể là sự lặp lại của toàn bộ tiếng. Ví dụ như là xanh xanh, xinh xinh, đúng không nè, cũng có thể là chỉ lặp lại một phần thôi, gọi là lấy bộ phận, ví dụ lặp lại phần phụ âm đầu hoặc là lặp lại phần vần. Đó, tương tự như vậy các em sẽ tự cho ví dụ vào. Ví dụ càng nhiều thì mình sẽ dễ dàng ôn tập lại nếu mà lỡ mình quên ha. Rồi, như vậy là các em đã hoàn thành được sơ đồ về cấu tạo của từ ở bài tập số 10. Các em có thể chọn cách là hệ thống lại bằng sơ đồ đơn giản giống như sách giáo khoa, giống như cô, hoặc các bạn cũng có thể sáng tạo ra một cái hình thức khác, hoặc là làm gồm có 4 cái thẻ thông tin nhỏ rồi các bạn bấm lại cũng được luôn nha.
Sau từ là đến cụm từ. Và ở học kỳ 1 lớp 6 này thì chúng ta đã được học một cái bài học rất là hay, đó là dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính của câu, đúng không nào? Ở phần này cô sẽ nhắc lại với các bạn ba cái chỗ cần lưu ý ha. Thứ nhất là thành phần chính của câu thì gồm có chủ ngữ và vị ngữ. Trong đó thì chủ ngữ và vị ngữ có thể là do một từ hoặc một cụm từ đảm nhiệm. Và chúng ta có thể dùng cụm từ, tức là do hai từ trở lên đó để tạo thành một cụm từ, thì để mở rộng thành phần câu. Nhưng lưu ý một điều là cụm từ thì nó chưa phải là câu nha các bạn. Cụm từ thì nó chỉ là đơn vị tương đương giống như từ, cũng dùng để đặt câu mà thôi. Và các cái cụm từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc vị ngữ trong câu. Ví dụ như là cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ. Rồi, và một phần kiến thức cũng rất là thú vị, đúng không nè? Đó là chúng ta đã học thêm được các cái biện pháp tu từ, hay là còn gọi là các biện pháp nghệ thuật. Thì cô nhắc lại với các bạn luôn ha: biện pháp nhân hóa, biện pháp so sánh, ẩn dụ và hoán dụ. Trong đó nhân hóa thì chúng ta đã được học từ tiểu học luôn rồi, đó là cách làm cho động vật nè, con vật nè, đó là sự vật nè, nó có thể có tính cách, suy nghĩ, lời nói, hành động giống như con người, để làm cho diễn đạt của mình thêm gần gũi, thêm sinh động ha. Tiếp theo là biện pháp so sánh. Biện pháp so sánh thì các bạn cũng đã được học rồi, đó là đối chiếu so sánh hai sự vật hiện tượng với nhau và dựa trên nét tương đồng. Và đến với ẩn dụ và hoán dụ thì chúng ta sẽ thấy nó rất là gần gũi với lại so sánh. Tuy nhiên, có cái mới và hơi khó nhận ra với các em, cho nên là cô nhắc lại hai cái phần kiến thức ẩn dụ và hoán dụ này nhé. Phần ẩn dụ thì các em nhớ cho cô, khái niệm của ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác, và giữa hai cái sự vật hiện tượng này đòi hỏi có nét tương đồng, tức là nó giống nhau á ha. Rồi, tác dụng của ẩn dụ là làm tăng sức gợi hình, gợi cảm. Vì các kiểu ẩn dụ mà các em có thể tạo ra, đúng không nào? Có thể tạo ra một cái phép ẩn dụ bằng một trong bốn cách sau đây. Thứ nhất là ẩn dụ về mặt hình thức. Thứ hai là ẩn dụ về mặt cách thức. Thứ ba là ẩn dụ về mặt phẩm chất. Và thứ tư là chuyển đổi cảm giác. Đây chưa nè. Rồi, đến với phần hoán dụ thì các em nhìn vào sơ đồ sau. Khái niệm của hoán dụ cũng rất là giống với ẩn dụ ha. Đó là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác. Tuy nhiên có một điều là khác với ẩn dụ, đó chính là giữa hai cái sự vật hiện tượng này nó chỉ có quan hệ là gần gũi với nhau thôi. Cô gọi nó là tương cận, đúng không? Dựa trên nét tương cận, tức là gần gũi đó nè. Và tác dụng của hoán dụ cũng giống như ẩn dụ, đó là làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Vì các kiểu hoán dụ thì các em có thể tạo ra một phép hoán dụ bằng 4 cách sau đây. Thứ nhất là lấy một bộ phận của cơ thể nè, đúng không? Một bộ phận của đồ vật để gọi cái toàn bộ. Thứ hai là các em có thể dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng. Thứ ba là dùng dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật. Và cuối cùng là có thể dùng một cái cụ thể để gọi một cái trừu tượng. Như vậy là chúng ta vừa ôn lại hai cái biện pháp tu từ, cũng như là cấu tạo của từ và cụm từ để mở rộng thành phần chính của câu. Các cái đơn vị còn lại khá là quen thuộc thì các em sẽ tự ôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một số bài tập để mà mình nhớ lại, cũng như là khắc sâu hơn phần kiến thức mà mình vừa mới ôn. Cô mời các em đến với bài tập số 13 trong sách giáo khoa. Đây là một bài tập để lựa chọn từ thích hợp điền vào trong các câu. Đây, các em nhìn vào sách ha. Câu A: các đội thổi cơm đang xen nhau uống lượng trên sân đình trong sự cổ vũ .. Người ta cho mình hai từ, đó là nồng nhiệt và nhiệt tình của người xem, thì các em sẽ chọn từ nào? Chúng ta sẽ chọn từ là nồng nhiệt, đúng không nào? Câu B: cô con gái út của phú ông, người ta chờ trống và cho mình các cái từ sau đây: ưng, đồng ý hay là muốn lấy sợi dừa. Các cái từ này đều gần nghĩa các em ha. Vậy thì chúng ta chọn cái từ nào cho nó hay và nó hợp hơn? Chúng ta sẽ chọn từ là đồng ý.
thì đồng ý nghe nó rất là nó trang trọng hơn đúng không nào? Rồi, câu C. Nhút nhát là vốn có của cậu ấy. Vì chỗ ba chấm thì các em sẽ điền từ gì? Nhược điểm hay là khuyết điểm? Chúng ta sẽ chọn là từ là nhược điểm. Đúng không nào? Câu D. Ông ấy đang miệt mài. Chỗ ba chấm chúng ta có thể chọn từ nặng, tạc hay là khắc một pho tượng bằng đá. Chúng ta có thể chọn từ là tạc, tạc một pho tượng. Rồi, các em có thể điền vào trong sách. Sách có chừa trống nên các em có thể điền vào trong sách. Và lưu ý là chúng ta điền bằng viết chì các em ha. Rồi, chúng ta sang bài tập tiếp theo cô chọn cho các bạn, đó là bài số 15. Bài tập số 15 yêu cầu chúng ta xác định phép ẩn dụ và hoán dụ trong những ví dụ sau. Cô đọc cho các bạn câu A nhé. Mặt trời của Bắc thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Trích trong khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm. Vậy thì ở đây có đến hai từ mặt trời. Các em có nhận ra được phép ẩn dụ hoặc là hoán dụ ở trong hình ảnh nào hay không? Mặt trời của Bắc thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Rõ ràng các em thấy là hình ảnh mặt trời thứ nhất á, thì không phải là ẩn dụ, bởi vì mặt trời thứ nhất là mặt trời của tự nhiên, đúng không nào, của thiên nhiên bình thường. Thì hình ảnh mặt trời nằm ở trên đồi đó thì là nhân hóa thôi, chứ không phải là hoán dụ, đúng không nào. Còn mặt trời của mẹ em nằm trên lưng, vậy thì mặt trời của mẹ ở đây là để chỉ đối tượng nào các em? Mặt trời của mẹ ở đây là chỉ em bé, đúng không, là chỉ người con. Đó là tình yêu, đó là cuộc sống của mẹ, đúng không nào? Đó là tất cả cái niềm tin hy vọng của mẹ đặt vào đó, cho nên là mẹ ví em như là mặt trời của mẹ, đúng không nào. Ở câu B, dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lụ lập lòe đơm bông. Trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Thì ở đây các em thấy là gì? Có hình ảnh đầu tường lửa lụ. Hoa lựu thì không thể nào có lửa được. Vậy thì lửa lụ ở đây là một hình ảnh mà tác giả sử dụng để chỉ hoa lựu, cái màu sắc đỏ tươi rực rỡ và tràn đầy sức sống của hoa lựu mà tác giả ví như là lửa. Vậy thì ở đây lửa thay thế cho cái màu hoa đỏ của hoa lựu. Tác giả đã sử dụng biện pháp là ẩn dụ, và cụ thể hơn là ẩn dụ về mặt hình thức, có nét tương đồng về mặt màu sắc, đúng không nào. Rồi, ở câu C, nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, yên bác lòng ta trong sáng hơn. Trích trong Bác ơi của Tố Hữu. Thì các em thấy ở đây hình ảnh đôi dép cũ trong câu nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, đây là hình ảnh hoán dụ, đúng không nào. Bởi vì tác giả không phải là nhớ đến đôi dép đâu, đúng không ạ. Nhìn đôi dép thì nhớ đến Bác Hồ, nhớ đến một con người đã dành cả cuộc đời mình để hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Thế này, vì thì tác giả đã sử dụng cái hình ảnh đôi dép cũ đó để gợi nhớ về hình ảnh của Bác. Thì Bác là một người rất là khiêm tốn, rất là giản dị, đúng không các em? Rồi, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 15. Và bài tập này giúp cho chúng ta phân biệt được ẩn dụ và hoán dụ ha. Cô mời các em đến với một bài tập nữa, bài tập số 16. Bài tập số 16 yêu cầu chúng ta tìm trạng ngữ trong đoạn văn sau và lý giải tác dụng của chúng. Vào thời Giặc Minh đặt ách nô hộ ở nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến tận xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu, nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn gươm thần để giết giặc. Vậy thì các em hãy tìm cho cô trong đoạn văn này những cái trạng ngữ nào và trạng ngữ đó được sử dụng có tác dụng gì nhé. Đầu tiên nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy ngay trạng ngữ đầu tiên, đúng không nào? Đó là vào thời Giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Đây là trạng ngữ chỉ thời gian, đúng không? Và xác định được thời điểm để diễn ra câu chuyện. Như vậy thì tác dụng của trạng ngữ này là chỉ thời gian các em ha. Rồi, trạng ngữ thứ hai. Chúng ta thấy là trong câu
Đức Long Quân quyết định cho Nghĩa Quân mượn Thanh Gươm Thần để giết giặc. Để giết giặc, đó là trạng ngữ. Và trong đây, trạng ngữ này chỉ mục đích, đúng không nào? Mục đích, ý nghĩa của việc Long Quân cho Nghĩa Quân mượn Gươm Thần để làm gì. Vậy thì tác dụng của trạng ngữ trong cái câu thứ hai này là để chỉ mục đích. Như vậy thì với những bài tập vừa rồi, chúng ta đã ôn lại một số cái kiến thức mà chúng ta đã học ở học kỳ 1 này. Các em xem cho cô những bài tập nào mà chúng ta chưa kịp giải ở phần tiếng Việt thì các em có thể chủ động hoàn thành. Các em làm trong sách giáo khoa cũng được, hoặc các em là chép lại ở trong tập nha. Chúng ta sẽ quay sang phần thứ 3, đó là phần tri thức về kiểu văn bản. Ở phần tri thức kiểu văn bản thì chúng ta nhớ lại là trong học kỳ này nè, chúng ta đã được học cách để mà viết, nói và nghe, đúng không nào? Thứ nhất là một đoạn văn ngắn, rồi sau đó là một bài văn. Bây giờ cô sẽ nhắc lại yêu cầu mà chúng ta cần có đối với đoạn văn và đối với bài văn các em ha. Thứ nhất là yêu cầu của một đoạn văn. Các em lưu ý là mặc dù chúng ta viết một đoạn thì chúng ta vẫn đảm bảo cấu trúc có 3 phần. Đó là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Ở mở đoạn làm nhiệm vụ là giới thiệu, đúng không nào, nội dung ở trong đoạn một cách ngắn gọn. Thứ hai là phần thân đoạn là chúng ta trình bày các ý về yêu cầu của đề. Và cuối cùng là kết đoạn, chúng ta khẳng định lại tình cảm và nêu cảm nghĩ của bản thân. Thứ hai là chúng ta nhắc lại yêu cầu của một bài văn, tức là của một văn bản hoàn chỉnh. Thì một bài văn cũng đòi hỏi có bố cục 3 phần. Đó là mở bài, thân bài và kết bài. Và mở bài bao giờ cũng là một công việc, đó là giới thiệu. Giới thiệu cái nội dung hay là cái vấn đề mà các em sẽ trình bày tiếp theo ở thân bài. Ở phần thân bài thì chúng ta sẽ trình bày sự việc theo một cái trình tự hợp lý. Ở đây thì phần bài văn trong học kỳ 1 này chúng ta có kể, đúng không nào, và có kể cả tả. Cho nên là nếu như đối bài kể thì chúng ta thường sử dụng trình tự thời gian, còn đối với tả thì chúng ta thường sử dụng theo trình tự là không gian. Các em lưu ý cho cô chỗ này ha. Rồi, ở phần kết bài thì bao giờ cũng có nhiệm vụ chung, đó là chúng ta nêu cảm nghĩ của bản thân, cảm nghĩ của người viết về nội dung mà mình đã trình bày ở phía trên thân bài ha. Rồi, và một đặc điểm chung nữa khi mà chúng ta bước vào cái phần viết, đó là các em lưu ý cho cô các cái bước của quy trình viết. Khi chúng ta viết bất cứ là một đoạn hay là một bài văn thì các em nhớ cho cô có 3 cái bước sau đây. Bước thứ nhất là chuẩn bị trước khi viết, tức là chúng ta hãy đọc đề, xác định được yêu cầu cũng như là đề tài, sau đó tiến hành thu thập tư liệu để chúng ta có những cái cơ sở, những cái tư liệu để chúng ta mới bắt tay vào viết. Bước thứ hai là chúng ta tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý bằng cách là đặt ra những cái câu hỏi tương ứng với lại kiểu văn bản. Phần này các em có thể xem lại ở sách giáo khoa. Bước thứ ba đó là chúng ta tiến hành viết bài. Và cuối cùng, sau khi hoàn thành được bài thì các bạn nhớ cho cô một cái thao tác sau cùng không nên bỏ qua, đó là chúng ta sẽ không nộp bài ngay, cũng không chia sẻ cái bài viết của mình ngay, mà chúng ta cần phải xem lại đó, rồi chỉnh sửa, rồi rút kinh nghiệm. Đó nè, vì cái việc làm cẩn thận này sẽ giúp cho các em hạn chế được những sai sót, đồng thời sẽ thấy được những cái phần hạn chế cũng như là những cái mặt mà chúng ta đã tiến bộ, để dần dần thì cái bài viết của các em sẽ đạt chất lượng cao hơn. Rồi, bây giờ cô sẽ nhắc lại cái phần một số cái đoạn văn tiêu biểu mà các em đã được học viết trong cái học kỳ vừa qua ha. Đầu tiên là các bạn có học cách viết để ghi lại cảm xúc về một bài thơ, đúng không nè, ghi lại cảm xúc về một cái câu chuyện hay là một cái tác phẩm nào mà mình đã được học, đúng không nè, thì mình cũng có thể làm một cái đoạn văn ghi lại cái cảm nhận của mình. Và cô chọn ra cái bài cô nhắc lại hôm nay, đó là viết lại đoạn văn ghi lại cảm xúc khi mà em đọc được một cái bài thơ hay một đoạn thơ lục bát. Thì cô lưu ý với các bạn, đối với cái đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ lục bát thì có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất là chúng ta dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc. Thứ hai là chúng ta
thấy cái đoạn văn thường là do nhiều câu tạo thành và được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng cho đến lúc mà chấm ngắt đoạn. Có một cái câu chủ đề ở đầu hoặc là ở cuối đoạn, đó là nêu nội dung khái quát của toàn đoạn. Ở mở đoạn thì chúng ta giới thiệu được cái bài thơ mà chúng ta muốn phát biểu cảm nghĩ, đúng không nào? Rồi mình có thể đánh giá chung về tác giả, chủ đề hay là cái cảm xúc chung của mình. Về thân đoạn thì chúng ta trình bày trọn vẹn cái cảm xúc về cái nội dung cũng như nghệ thuật của bài thơ và nêu những cái dẫn chứng cụ thể. Và cuối cùng là cái kết đoạn, thì kết đoạn các bạn cũng có thể nêu cảm nghĩ hoặc là mình để cái câu chủ đề nó xuống ở dưới cuối cùng làm cái kết đoạn cũng được nha. Rồi tiếp theo là về viết một bài văn. Thì ở học kỳ 1 này chúng ta được hướng dẫn viết cái bài văn kể. Thì trong đó có hai cái kiểu kể. Thứ nhất là kể một cái câu chuyện cổ tích hoặc là truyền thuyết mà các em đã đọc hoặc là đã học. Và thứ hai là viết một cái bài văn kể lại những cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Thì hai cái kiểu bài kể này nè, có gì giống nhau, có cái điểm chung nào không, đúng không nè? Thì mời các bạn nhìn vào cái bảng so sánh sau đây để chúng ta có cùng hệ thống lại ha. Cả hai cái bài kể này đều có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thì ở cái phần mở bài, nếu như chúng ta kể chuyện thì chúng ta sẽ giới thiệu tên của câu chuyện, đúng không nè? Và chúng ta nêu được lý do vì sao chúng ta mở kể lại cái câu chuyện đó, và chúng ta dùng cái ngôi thứ ba để kể. Còn ở cái bài văn kể chuyện về một cái trải nghiệm của chính bản thân mình á, thì đầu tiên là mình sẽ có thể giới thiệu sơ lược về cái trải nghiệm đó, mình có thể gọi tên cái trải nghiệm đó là gì, và cũng nêu lên được cái lý do mình dẫn dắt về vì sao mình kể lại cái trải nghiệm đó. Và có một cái sự khác biệt lớn nhất đó là đây là chúng ta kể về cái trải nghiệm của chính mình. Mình là nhân vật chính ha các em, cho nên mình sẽ dùng là cái ngôi xưng là tôi để kể. Đó là ngôi xưng thứ nhất, ngôi kể thứ nhất. Rồi ở phần thân bài thì thường cô nhắc các bạn là phần thân bài chúng ta sẽ có cấu trúc là gồm có 3 đoạn. Thân bài chúng ta sẽ chia làm 3 đoạn. Thì ở cái phần kể thì mình có thể là đầu tiên là mình sẽ giới thiệu nhân vật nè, rồi giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện nè. Kế đến là mình sẽ trình bày lần lượt các cái sự việc theo một cái trình tự thời gian, trình tự thời gian nhất định, đúng không? Để đảm bảo được cái cốt truyện. Rồi nếu là truyện cổ tích, đúng không, truyện truyền thuyết, thì các bạn lưu ý một cái đặc trưng của truyện đó nữa là có cái chi tiết tưởng tượng kỳ ảo, đúng không nào? Rồi cuối cùng là mình, cái phần kết bài là mình nêu được cái suy nghĩ, cái cảm nghĩ hay là cái ý nghĩa bài học mình rút ra được từ cái câu chuyện mà mình đã kể. Rồi ở cái phần viết một cái bài trải nghiệm của bản thân á, thì cái phần thân bài các em lưu ý là mình sẽ trình bày cái hoàn cảnh, cái thời gian, cái địa điểm mà xảy ra cái trải nghiệm đó. Rồi mình trình bày các cái chi tiết ở trong trải nghiệm của mình á, có những cái nhân vật nào có liên quan, rồi có các cái sự việc nào, các cái sự việc đó cũng được sắp xếp theo một cái trình tự thời gian hợp lý. Các em có thể kết hợp kể và tả và kể cả cái cảm nghĩ, đúng không nè, của mình. Và cuối cùng là cái phần kết bài thì các em có thể nêu được cái ý nghĩa của cái trải nghiệm đó đối với bản thân mình. Rồi, và cuối cùng là một bài văn hoàn chỉnh nữa, đó là bài văn thuộc thể loại tả. Các em tả lại một cảnh sinh hoạt. Thì bố cục quen thuộc của một bài văn hoàn chỉnh là gồm có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài ha. Trong mở bài, các em sẽ dùng ngôi xưng cho phù hợp, đúng không nào? Để mà giới thiệu về cái không gian, thời gian cũng như là khái quát được cái cảnh sinh hoạt mà mình sẽ tả. Trong cái phần thân bài, lưu ý cô cũng sẽ chia ra làm 3 đoạn của thân bài. Đầu tiên là mình sẽ tả bao quát cảnh sinh hoạt. Lưu ý là khi tả bao quát cảnh sinh hoạt thì các em nhớ là mình chọn một cái góc nhìn, tức là cái vị trí quan sát của người tả để cho nó thống nhất ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tái hiện lại, đúng không, các cái sự vật đó, các cái cảnh sinh hoạt sao cho sinh động và theo một cái trình tự không gian hợp lý.
À, trong quá trình miêu tả thì các em lưu ý là chúng ta sẽ chọn những cái hình ảnh, những cái sự việc hay những cái hoạt động nào tiêu biểu nổi bật để làm điểm nhấn cho cái bức tranh sinh hoạt của chúng ta nó thêm ấn tượng và đặc sắc. Rồi, các em có thể kết hợp là một chút kể trong cái tả và có thể hiện được cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình lúc mà mình tả. Trong cái phần kết bài thì các em nêu lại một lần nữa những cái ấn tượng tình cảm của bản thân mình đối với cảnh sinh hoạt mà mình vừa mới tả. Được chưa nào? Vậy thì cô vừa mới nhắc lại với các em những cái yêu cầu chung là khi chúng ta viết một đoạn văn cũng như là chúng ta viết một bài văn, và chúng ta đã phân biệt được khi mà chúng ta kể nào và khi chúng ta tả thì khác nhau như thế nào, cũng như kể có câu chuyện có sẵn và kể lại một cái trải nghiệm đúng không nào của chính bản thân mình thì như thế nào. Rồi, bây giờ cô sẽ có bài tập để chúng ta nhớ lại những cái tri thức về kiểu văn bản vừa rồi ha. Cô chọn cho các bạn bài tập số 6. Bài tập số 6, các bạn hãy nhìn lên màn hình, cô có hai cột đúng không nào? Và nhiệm vụ của các em là tìm và ghép những cái thông tin về yêu cầu đối với bài văn tả cảnh sinh hoạt ở cột A với tác dụng của nó ở cột B. Rồi, bài tập này cô cho các bạn 2 phút thôi ha. Đầu tiên chúng ta thấy là khi giới thiệu thời gian và địa điểm diễn ra cảnh sinh hoạt thì nó có tác dụng gì? Đó là giúp cho cảnh sinh hoạt trở nên xác định hơn, thì người đọc, người nghe người ta sẽ hình dung được, đúng không nào? Cái thứ hai, tả lại cảnh sinh hoạt theo trình tự hợp lý, ví dụ như là từ xa đến gần, từ khái quát đến chi tiết vân vân. Cái việc mà tả theo trình tự như vậy thì có tác dụng gì? Rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc tả theo trình tự như vậy sẽ giúp cho người đọc có cái nhìn vừa bao quát vừa cụ thể, đúng không nào, cảnh được tả. Vì vậy cho nên nó sẽ sinh động hơn và chúng ta sẽ nhìn được cái cảnh mà mình tả ở cái góc độ là nó đa diện, nó nhiều chiều hơn, đúng không nào? Và thứ ba, đó là chúng ta thể hiện hoạt động của con người trong không gian và thời gian cụ thể thì có tác dụng gì? Đó. Tả cảnh sinh hoạt cho nên là những cái hoạt động của con người trong thời gian và không gian cụ thể như vậy, nó sẽ giúp cho người đọc dễ dàng theo dõi được các cái hoạt động diễn ra trong cái bức tranh sinh hoạt đó. Thứ tư, gợi tả quang cảnh không chỉ chung mà những chi tiết tiêu biểu của bức tranh sinh hoạt nữa thì có tác dụng gì? Điều này nó sẽ giúp cho người đọc có thể hình dung được quang cảnh chung nhưng mà đồng thời cũng có những cái ấn tượng sâu sắc về những đặc điểm nổi bật của cảnh, đúng không nào? Cảnh nó sẽ trở nên ấn tượng hơn và khắc sâu hơn đối với người đọc hoặc là người nghe, phải không? Rồi, tiếp theo là trong cái quá trình mà chúng ta miêu tả thì chúng ta có sử dụng các từ ngữ nè, chỉ đặc điểm nè, tính chất nè, sinh hoạt sao cho nó hợp lý, thì việc sử dụng các cái từ ngữ như vậy có tác dụng gì? Giúp cho người đọc có thể hình dung được rõ ràng cụ thể hơn về các cái hoạt động, đúng không các em? Và cuối cùng là khi chúng ta trình bày cái suy nghĩ, cái cảm nhận của người viết, chúng ta tả thôi, nhưng bây giờ chúng ta có thêm những cái suy nghĩ, cảm nhận của mình trong cái bài tả nữa thì có tác dụng gì? Rồi, lựa chọn cuối cùng, đúng không các em? Đó là giúp cho bài viết gợi được cái sự đồng cảm của người đọc đó, sẽ thấy được cái sự chân thật cũng như là tăng cái tính thuyết phục hơn, đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta vừa nhìn lại những cái yêu cầu cần có của một bài văn tả cảnh sinh hoạt, cũng như chúng ta hiểu được tác dụng của những cái yêu cầu này. Vì vậy cho nên là khi chúng ta làm một cái bài văn tả cảnh sinh hoạt á, thì các em đừng quên nhìn lại những cái yêu cầu này để xem là cái bài văn của mình nó đạt yêu cầu chưa. Nếu chưa thì mình sẽ chỉnh sửa, đúng không nè, để mình hoàn thiện hơn mỗi ngày các em nhé. Rồi, và bây giờ là bài tập tiếp theo ở cái phần ôn lại cái đọc hiểu kiểu văn bản. Các em nhìn trên màn hình ha, cô chọn bài tập số 7. Bài tập số 7 đã đưa ra những đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn ghi lại cảm xúc một bài thơ Lục Bát. Và các em sẽ đọc các cái đặc điểm ở phía bên tay trái, sau đó mình sẽ chọn đánh cái dấu tích vào đặc điểm nào là thuộc về đặc điểm nội dung và đặc điểm nào là thuộc về đặc điểm hình thức. Rồi, đầu tiên
sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc. Đó là về nội dung hay hình thức nè. Đó chính là nội dung, phải không nào? Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu, dùng để ngắt đoạn. Ở đây là về mặt yêu cầu hình thức ha. Có một câu chủ đề ở đầu hoặc cuối đoạn nêu nội dung khái quát của toàn đoạn. Đây chính là yêu cầu về mặt hình thức. Rồi, mở đoạn giới thiệu chung về bài thơ, ví dụ như là nhan đề, tác giả, chủ đề và cảm xúc chung, thì nó thuộc về yêu cầu nội dung, đúng không nào? Rồi, thân đoạn trình bày trọn vẹn về cảm xúc của người viết, về nội dung, nghệ thuật bài thơ và nêu được dẫn chứng cụ thể. Đây là yêu cầu về nội dung. Kết đoạn là khẳng định lại cảm xúc về ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân người viết. Đây cũng là yêu cầu về nội dung. Như vậy các em thấy là để viết được một cái đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ Lục Bát thì chúng ta cần có những yêu cầu về mặt hình thức và những yêu cầu về mặt nội dung. Các em hãy nhìn lại cái phần yêu cầu này để chúng ta viết cái đoạn văn cho nó hoàn chỉnh và hay hơn ha. Như vậy, cô cùng với các em đã vừa ôn lại ba cái mảng tri thức đọc hiểu, tri thức tiếng Việt và tri thức kiểu văn bản. Cô hy vọng rằng với cái phần ôn tập vừa rồi thì chúng ta sẽ hệ thống được những cái kiến thức mà chúng ta đã học và chúng ta sẽ vận dụng một cách tốt hơn. Và bây giờ là một phần bài tập cuối kỳ dành cho các bạn nha. Ở phần luyện tập này thì cô để cho các bạn về nhà. Thứ nhất là các bạn hoàn thành những cái bài tập còn lại trong phần ôn tập của sách giáo khoa, và các bạn sẽ tự hệ thống lại cái kiến thức ôn tập bằng nhiều cách. Ví dụ như là có thể hệ thống bằng sơ đồ, hoặc là các em có thể làm thẻ thông tin. Đó, các em cũng có thể sưu tầm các cái văn bản cùng thể loại đưa vào trong cái sổ tay văn học của mình, đúng không nào? Để chúng ta sưu tầm cũng như là chúng ta có cái nguồn kiến thức. Đó, có cái dữ liệu để mà chúng ta dùng khi chúng ta làm bài. Rồi, và cuối cùng thì cô có đề xuất là chúng ta sẽ viết một cái bài thu hoạch này. Mỗi bạn sẽ viết một cái bài thu hoạch ghi nhận lại những cái bài học, những cái ý nghĩa hoặc là những cái điều mà các bạn đã nhận ra, cảm thấy tâm đắc trong một cái học kỳ vừa qua đối với cái môn ngữ văn, xem như là một cái phần sơ kết lại những cái trải nghiệm của chúng ta qua 5 cái chủ đề bài học. Sau khi các bạn hoàn thành cái bài viết tự do này rồi thì các em cũng có thể chia sẻ với cô cũng như là các bạn trong nhóm thảo luận của mình để mình cùng xem lại. Có thể là những cái phần mà mình nhận ra thì bạn chưa nhận ra, hoặc là có những phần mà bạn cảm thấy tâm đắc, thấy hay mà mình thì còn bỏ sót, thì chúng ta có thể bổ sung cho nhau. Và cuối cùng thì cô chúc tất cả các em thật nhiều sức khỏe, và cái phần ôn tập học kỳ 1 cũng như là có được cái kết quả của kỳ thi học kỳ 1 thật là tốt, đồng thời chuẩn bị một cái tâm thế cho những cái bài học tiếp theo ở học kỳ 2 thật là hiệu quả các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.